Ừ, nó mới dọn đồ về nhà đây hôm qua À. rồi. Ôi giời ơi, chắc là lại bị chồng nó đuổi ra khỏi nhà ấy mà. Ôi giời, con gái gì mà chả nói chả cười, suốt ngày ấy lầm lầm lì lì. Tôi biết ngay mà. Gớm, cái loại đấy có thương cũng chả thương được. Cũng tại mẹ nó cơ, không biết dạy dỗ con. Con ra ngoài một chút đấy ạ. À ừ, con đi đi. À mà này, nhớ về sớm mà nấu cơm nhá. Hôm nay bố con về nhà ăn cơm đấy. Vâng ạ, thưa gì? Đấy, bà thấy chưa? Tôi nói có sai đâu mà. Mà nói thật chứ, cái con này á, có muốn thương nó cũng chả thương được. Thế thôi nhá. Này, mày có nhớ con bé Dương mà ngày xưa chung lớp với mình không? À, cái con bé mà lầm lầm lì lì suốt ngày chẳng nói chuyện với ai đúng không? Nó đấy chứ còn ai nữa. Mà trước còn nghe đồn là sắp lấy chồng chủ tịch ấy. Ồ, công nhận là số nó cũng hưởng thật đấy nhờ. Hưởng cái gì? Mấy hôm trước mới thấy xách vali về cái kìa. Tao tưởng nó chỉ về thăm xóm thôi chứ. Xóm cái gì mà mấy ngày liền với cả chồng nó cũng chả đi sang. Mà mày nói cũng đúng. Ông Hùng, bố con Dương là người coi trọng sĩ diện nhất cái xóm này. Phen này chắc... Ui dồi ôi, sĩ diện cái gì nữa? Từ khi mà mẹ con bé Dương mất thì ông Hùng cũng dẫn cả hai mẹ con bà Nhung về thì còn sĩ diện cái gì nữa? Gì ấy? Tao đang nói chuyện với mày mà mày làm cái gì ấy? Bác Hùng ạ. Bác về nhà ạ. Thôi chết thì cháu thì đang bận nấu cơm đây, cháu về trước đấy ạ. Chào chào bác ạ. Cháu chào bác Hùng, cháu cũng về luôn đây. Đồ mất dạy, tao nuôi mày lớn như thế này để mày bôi cho chát chấu vào mặt bố mày thế hả con? Bố, bố nói vậy là sao? Con không hiểu ạ. Mày còn định lừa gạt bố đến bao giờ nữa hả? Mọi chuyện mày làm, bố biết hết tất cả rồi. Ông ơi, ông từ từ đã. Có gì thì nói con, sao lại động tay động chân với con nó như thế? Vậy tại sao bố lại đánh con? Bố ghét con lắm hay sao? Mày còn dám mà nói với bố như thế nữa hả? Bố đánh chị nữa đi, cho chị sợ. Hai bố con có gì từ từ bảo nhau, trời đánh tránh miếng ăn. Ăn cơm đi đã. Con chưa đói, mọi người cứ ăn trước đi ạ. Mày đứng lại đó, chưa nói chuyện xong mà đã định bỏ đi đâu? Con không có chuyện gì để nói với bố cả. Mày đây làm gì? Mấy hôm rồi mà không thấy thằng Toàn chồng mày đâu cả. Chẳng phải là sắp đến ngày cưới rồi sao? Có phải mày bị bên nhà người ta đuổi rồi phải không? Bị đuổi thì cứ nói là bị đuổi, lại còn phải đặt về thăm nhà. Bố, con không có. Bố đừng nghĩ như vậy. Từ nay trở về sau, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có ra ngoài đường, kẻo người ta cười ngoài tao. Bố, về phòng đi, về nhanh. Bố, nhà yên ổn chưa được bao lâu, chị lại về rồi. Thôi về phòng đi, không bố đánh nữa bây giờ. Sao bố chẳng bao giờ tin mình? Tại sao chứ? Vợ ơi, anh ký được hợp đồng rồi đấy. Anh sắp về với em rồi. Ơ kìa, em làm sao đấy? Sao lại không cho anh thấy mặt? Anh nhớ em lắm đấy. Em đây. Tại em vui quá nên là nhưng mà em đang bận tay ấy, nên không tiện cầm điện thoại ạ. Vâng. Vậy khi nào mà em xong việc thì bật video lên đấy nhá. Hai ngày hôm nay em đã cố gắng hết sức để mà ký xong hợp đồng. Nếu như mà không phải đi công tác đột xuất thế này thì ngày mai là ngày cưới của mình rồi đấy. Em không giận đâu. Dù sao thì em cũng được về nhà với bố trước khi sang ở hẳn với anh mà. Anh ghen tị với bố quá đấy. Mà này, đợt này dì và Lan có gây khó dễ với em nữa không? À, không ạ. Họ rất tốt với em. Có thật không đấy? Bây giờ anh sắp làm chồng của em rồi. Em không được phép nói dối anh đâu.
Anh không muốn là vợ của mình phải chịu thiệt thôi. Em nói thật mà, sống ở đây em rất vui. Ô, thế chẳng lẽ em không cần anh về nữa à? Anh trở về cũng được, không về thì không được đâu. Thưa bố, thưa dì, hôm nay con xin phép về nhà chồng con ạ. Cuối cùng thì cũng chịu đi rồi, ngày tháng tươi đẹp của mình sắp trở lại rồi. Sướng quá đi. Con bé này, mẹ dạy con ăn nói với chị như thế à? Sao con không ở lại đây chơi với dì mấy hôm nữa rồi hẵng về? Con về làm gì sớm thế? Ở đây thích ăn món gì ngon, dì nấu cho mà ăn. Dạ thôi không cần đâu ạ, anh Toàn cũng sắp đi công tác về rồi, nên là bây giờ con phải về trước để sắp xếp một số công việc ạ. Ừ, thế thôi con đi về bên đấy, con nhớ ăn uống đầy đủ rồi giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhá. Có cái gì khó khăn ý thì con cứ nói với dì. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Xe đợi ở dưới rồi, bây giờ con phải đi đây. Con chào bố, con đi đây ạ. Đi đường cẩn thận nhé. Hôm qua Toàn có gọi cho bố rồi. Con biết con về đây đã gây rắc rối cho nhà mình, con thật sự rất áy náy ạ. Thôi con đi đi, đừng để người ta đợi lâu. Vâng ạ. Tại sao em không ở lại chơi cùng bố thêm? Dù sao cũng phải 2 ngày nữa anh mới về được với em mà. Em cố ý về sớm vài ngày mà. Nếu không ý, lúc anh về, cảm giác đầu tiên khi bước vào nhà là lạnh lẽo lắm đấy. Cảm ơn em, anh để cho vợ chịu thiệt thòi nhiều rồi. Ai cưới anh lúc nào mà cứ gọi người ta là vợ này vợ nọ chứ. Thế khi nào anh về thì mình sẽ cưới liền nhá. Em không biết đâu, khi nào anh về thì nói chuyện này sau. À mà này, đối tác của anh đến rồi, anh bàn việc đã nhé. Vâng, anh cứ giải quyết công việc của mình trước đi. Tạm biệt. Rót cho em cốc nước đi, khát khô ở cổ rồi. Này, em định đi du lịch đấy à? Sao mang nhiều đồ thế? Không, em dọn đồ qua ở với chị luôn đấy. Qua ở với chị? Chẳng phải là lúc chị dọn đi em vui lắm mà. Cứ làm như là em muốn ở với chị lắm ấy. Là bố sợ chị ở một mình buồn, đâm ra trầm cảm, nên là bảo em sang ở với chị, làm cho chị vui, xong tiện có gì giúp chị luôn. Lan đâu rồi, ra ăn cơm đi con. Con cái gì suốt ngày ở trong phòng, chả phụ giúp được việc gì cả. Con Lan đi sang nhà cái Dương rồi, nó không có ở nhà đâu mà ông mắng nó. Con nói gì cơ? Lan sang ở nhà Dương à? Ừ, con Dương nó vừa mới bị ông mắng oan, cho nên chắc con bé nó buồn lắm. Mà nó lại còn ở một mình, cho nên là tôi không yên tâm. Tôi bảo con Lan nó sang bên đấy, rồi động viên an ủi chị. Dù sao có người an ủi thì nó cũng đỡ hơn. Ừ, bà nói cũng phải lắm. Lần này tôi hồ đồ quá. Con Lan sang ấy ở cũng tốt, mà bà nhớ nhắn cho nó là nó để ý chị gái nó giúp tôi nhé. Ông yên tâm, không phải lo. Tôi đã dặn cái Lan kỹ rồi. Mà thôi, ông ăn cơm đi, ông nguội hết bây giờ. Này, chị với anh Toàn ngủ riêng à? Dù gì hai người cũng sắp kết hôn rồi. Hay là... Nào, em còn nhỏ tuổi, không được nghĩ linh tinh. Chị với anh Toàn còn chưa chính thức cưới nhau, nên là bọn chị vẫn còn ở phòng riêng. Thì em nói thế thôi, chị đã vội vàng giải thích rồi. Người ngoài nhìn vào tưởng chị đang có tật giật mình đấy. Có tật gì chứ? Chẳng phải là người ngoài cũng không nghĩ gì tốt đẹp với chị mà, đúng không? Ờ, thì thôi, chị cũng không phải quan tâm người ngoài nghĩ gì đâu. Người ta nói sao thì nói, chị không làm được cái gì. Vậy à, chị cũng nghĩ vậy.
Thôi, em buồn ngủ rồi. Em đi vào ngủ đây. Này, em đi đâu đấy? Chị không nghe rõ à? Em bảo em đi ngủ mà. Em đi ngủ, tại sao lại đi vào phòng đó? Thì phòng kia chị ngủ rồi. Phòng này không có người thì em vào thôi. Anh Toàn không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình đâu. Em không được ngủ trong phòng đó. Thế không lẽ em ngủ sofa à? Em ngủ ở trong phòng của chị đi. Dù sao thì giường của chị cũng rộng, đủ cho hai chị em mình ngủ chung. Thế từ trước đến nay chị không biết em không thích ngủ cùng người khác à? Chúc anh ngủ ngon. Anh vẫn còn làm việc sao? Sao em nghe máy lâu thế? Bố bảo Lan sang ở cùng em. Em mới ngủ trong phòng. Nên là... Cái gì cơ? Lan sang ngủ cùng với em á? Tại sao? Em ấy bảo là sang giúp đỡ em. Sợ em ở một mình buồn chán. Mà khi nào anh về thế? Thực ra thì là đã về sớm rồi. Nhưng mà là có một chút sự cố, cho nên anh chưa thể về ngay được. Không sao đâu. Anh cứ tập trung giải quyết công việc của mình đi. Không cần phải lo cho em đâu. Không có em bên cạnh nha. Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy. Không được làm việc quá sức. Không được bỏ bữa. Không được... Anh nhớ em. Thật sự... rất nhớ. Em... Thôi được rồi. Không chơi em nữa. Bây giờ em ngủ trước đi nhá. Anh làm việc thêm một lát đã, rồi anh ngủ sau. Vâng ạ. Anh làm một lát nữa thôi đấy nhá. Tuân lệnh vợ. Chúc anh ngủ ngon. Chúc vợ ngủ ngon. Chào Dương. Chúc Dương buổi sáng vui vẻ. Là chủ tịch nhờ tôi đem quà tặng cho Dương đấy. Cảm ơn anh. Mời anh vào nhà uống nước. Chắc là thôi. Tôi còn phải đi làm nữa. Đến giờ rồi. Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc mà. Vừa sáng sớm nghe ra anh Toàn đã làm phiền anh như thế. Thì thật ngại với anh quá. Thôi được rồi. Tôi chịu thua Dương luôn rồi đấy. Mời anh. Cảm ơn Dương. Lan, em dậy sớm thế. Đây là Lan, em gái của tôi. Còn đây là anh Đức, trợ lý của anh Toàn. Chào Lan. Chào anh. Đồ ăn sáng của em chị để sẵn trên bàn đi. Em qua đó ăn đi. Ok. Mà chẳng phải lần này anh đi công tác cùng với anh Toàn sao? Tôi cũng hết việc ở bên ý rồi. Nên là chủ tịch bảo tôi về trước. Tôi cũng vừa mới về đến đây đêm hôm qua thôi. Ôi, thật ngại quá. Anh vừa về mà sáng sớm đã phải sang đây ngay rồi. Không có gì đâu. Bình thường chủ tịch đã chiếu cố tôi rất nhiều. Có việc nhỏ như thế này tôi không thể nào không giúp anh ấy được. Cảm ơn anh. Phải chi lời cảm ơn ngọt ngào đó của Dương dành cho mình thì thật là tốt. Thế anh có biết bao giờ anh Toàn sẽ về không? Cái đấy tôi cũng không rõ. Phải rồi, cũng đến giờ đi làm rồi. Thôi thì tôi xin phép. Vậy tạm biệt anh, để tôi tiễn anh. Chút nữa em ăn xong ấy thì cứ bỏ bát vào trong bếp rồi chị rửa sau nhá. Bây giờ chị vào phòng làm việc, nếu như không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền chị. Vâng, em biết rồi ạ.
Alo, mẹ à? Con mới nghĩ ra trò này hay lắm. Đảm bảo lần này chị ta không ngóc đầu lên được đâu. Ngày mai Toàn trở về, vì muốn tạo bất ngờ cho Dương nên không nói cho cô ấy biết. Phen này chị chết chắc rồi. Em đang... Chị ngồi xuống đi, hôm nay em trổ tài nấu bữa sáng cho chị ăn đấy. Chị có đang mơ không? Sao em có thể... Chị không mơ đâu, chỉ là em muốn đối xử tốt với chị. Tại vì chị sắp lấy chồng rồi, sau này có muốn cũng khó làm ạ. Thôi, chị ăn đi. Chị cảm ơn em nhiều nhá. Dạ, Dương đây ạ. Em vẫn hậu đậu quá. Chị đợi em vào thay quần áo một tí nhá. Ừ, em vào thay đồ đi. Chị chờ em xong rồi ra cùng ăn. Dạ. Đây, chị ngồi đây đi. Em còn một bất ngờ cho chị đấy. Em làm chị tò mò quá. Đây, nước cam mà quý khách yêu thích nhất đây. Không ngờ là em còn biết được cả sở thích của chị cơ đấy. Thì em đọc trong cuốn sổ tay. Không, ý em là chị em sống với nhau bao lâu, chẳng lẽ cái việc nhỏ nhặt này em lại không biết? Cảm ơn em. Có gì đâu mà cảm với ơn. Thôi, chị uống đi. Chị uống đi. Chị uống ngay đây. Nước cam ngon lắm. Nếu mà ngon thì chị uống hết đi. Chị đau đầu quá. Alo, cá cắn câu rồi. Anh đến đây đi. Dương ơi! Sao nhà cửa bóng tanh thế này nhỉ? Hay là cô ấy ở trong phòng? Thật tình, hai con người này hết chỗ đàm chuyện đó hay sao mà lại vào phòng của vợ mình cơ chứ? Nhưng mà Dương đang ở đâu rồi nhỉ? Mà mình có nên gọi cho Dương không hay là giữ kín chuyện này nhỉ? Cuối cùng thì anh cũng đã về rồi. Anh xin lỗi nhá, để em phải chịu khổ nhiều rồi. Bọn họ thật là quá đáng. Tại sao lại có thể ức hiếp em đến như vậy chứ? Anh nhất định không bỏ qua cho bọn họ đâu. Không phải là em muốn anh sẽ đòi lại công bằng cho em,
Nhưng mà thật sự em rất ấm ức. Thời gian qua em cảm thấy rất mệt mỏi. Em đúng là một cô gái hiểu chuyện. Mà chính vì em là một người hiểu chuyện nên em mới thiệt thòi nhiều như vậy. Nhưng mà anh thì không chịu được. Anh không thể nào chứng kiến em bị người ta làm như vậy. Em cứ yên tâm nhé, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em. Sao rồi? Nhất cậu đấy nhá. Được xơi cả vợ của chủ tịch còn gì. Dạ, cũng là nhờ bác với cả em Lan giúp đỡ cháu. Mà cậu nhắn tôi đến đây có việc gì đấy? Mà có Lan nhắn tôi đâu? Sao tôi chả nhìn thấy nó đâu cả? Dạ, Lan bảo với cháu là ra ngoài mua chút đồ. Mà cũng là Lan bảo cháu nhắn bác đến đây mà. Thế à? Con Lan nhà tôi á, nó thông minh lắm đấy. Nó chỉ cần liếc xéo cái là nó biết ngay là cậu thích con Dương. Nó đã còn giúp cậu ấy ấy con Dương còn gì nữa. Đồ khốn nạn. Trời ơi, bấy lâu nay tôi nuôi giặc ở trong nhà. Bọn nó hãm hại con gái ruột của tôi mà tôi không biết. Mẹ ơi, mình thất bại rồi. Bố, bố cứ bình tĩnh đã. Con không sao rồi. Bố đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Lan này, đáng lẽ ra hôm nay chị đã rất vui. Em có biết tại sao không? Vì chị nghĩ là em đã hiểu chuyện và thay đổi. Nhưng mà thật không ngờ em làm chị quá thất vọng. Em có nhớ lúc em đưa thức ăn cho chị rồi làm đổ nước tương vào người không? Trong lúc em đi thay đồ, mẹ em đã nhắn tin cho em. Chị không cố tình muốn xâm phạm quyền riêng tư của em đâu. Nhưng mà nội dung tin nhắn đấy lại liên quan đến chị. Con cứ nói đi, không sợ gì cả. Dù sao thì cũng cảm ơn dì. Vì dì nhắn tin lúc đấy nên là con mẹ an toàn đứng ở đây được. Các người đúng là không có tình người mà. Còn hai người ấy, tôi chỉ cho thuốc ngủ và nước của hai người thôi. Sau đó ấy, thì không có chuyện gì phát sinh cả. Chị... sao... chị làm chuyện đó từ bao giờ? Thực ra ly nước cam của chị vẫn có tác dụng. Nhưng mà vì chị chỉ uống rất ít, vậy nên không thể gục được. Trong lúc em không để ý, chị đã bỏ thuốc vào ly nước của em. Anh Đức, tôi thật sự rất thất vọng về anh. Tôi chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ bên cạnh ly nước, vậy mà anh cũng không ngần ngại uống. Nội dung trong mảnh giấy đó là gì vậy? Anh cứ uống ly nước này đi, rồi anh sẽ có được những gì mà anh muốn. Tôi ra ngoài rồi, không làm phiền chuyện tốt của hai người. Anh vẫn nhớ mà, đúng không anh Đức? Con không muốn xin lỗi Dương đi. Dì, dì xin lỗi con. Em xin lỗi chị ạ. Xin lỗi Dương, em xin lỗi chủ tịch ạ. Con xong việc ở đây rồi đấy, mau về công ty thu dọn đồ đạc và cút đi. Cậu chính thức bị đổi việc. Chủ tịch em... Đi nhanh. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn hai mẹ con bà nữa. Đi về nhà thu dọn đồ đạc đi. Rồi chờ tôi về tôi xử lý các người sau. Lan ơi, mẹ hại con rồi. Con gái, bố cũng xin lỗi con. Vì bấy lâu nay do sự hồ đồ của bố mà con đã phải chịu khổ cực rất nhiều. Bố hứa từ nay sẽ không để con gái phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Bố hiểu chuyện là tốt rồi ạ. Bố thật sự không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Từ trước đến nay con chưa bao giờ trách bố cả. Sau này bố cứ yên tâm và giao Dương cho con ạ. Con hứa con sẽ bảo vệ cô ấy, chăm sóc cho cô ấy suốt cuộc đời này ạ. Được, thế bây giờ bố giao con gái lại cho con. Nếu con không làm được
như lời con nói thì không xong với bố đâu nhá.